Hello, Vanessa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Ngày 12 tháng 1 năm 2022. Thì sáng nay thì sẽ có cái chương trình báo cáo của bên Fed sẽ có một cuộc điều trần và sẽ đưa ra những cái chương trình cụ thể thì trước khi vào báo cáo thì thị trường nó đang ở trong những cái bước tăng trưởng mạnh nhảy vọt. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm quý vị nha tại vì các cái báo cáo vẫn còn chưa đưa ra Có thể là sau khi cái phát biểu đưa ra Thì thị trường nó sẽ lại bị ảnh hưởng Cho nên ai mà Sáng nay mà có lời rồi thì Cứ chốt lời cho nó yên tâm quý vị nha Sẽ đọc tin cổ phiếu cho quý vị Trong sáng ngày hôm nay Trước khi vào đọc thì chia sẻ qua về thị trường tiền điện tử cho quý vị Thị trường tiền điện tử thì Shiba Inu Đã có những cái biến động À, từ những cái mức giá 27-28 của ngày hôm qua Mà nhảy vọt lên hơn 32 đỉnh điểm trong buổi sáng ngày hôm nay Là vì ảnh hưởng của cái tin rất là lớn Đó là cái sàn lớn nhất của Mexico Có tên là Bissau quý vị nha Đã ad và support Siba Inu uh, List uh, Siba Inu lên trên uh, cái sàn của họ và bây giờ thì mọi người sẽ có thể chơi Shiba Inu trên sàn Bitso Một cái sàn lớn nhất Cryptocurrency Exchange Platform của Mexico quý vị nha Đó thì đây là cái nội dung mà người ta công bố Quý vị có thể xem ở trên Twitter họ họ announce Ở trên Twitter cũng có luôn đó quý vị Đây là cái trang Twitter chính chủ của cái sàn Bitso Bit này Đó rồi quý vị nhìn thấy họ ấy thông báo chưa? Đấy, thì cái cái tin này á là bán sản lấy ở đâu? Bán sản lấy ở trong app hút hỏi lít nha quý vị. Quý vị vào đau coi đó, vào con chó, con dog đó rồi quý vị bấm xuống dưới, kéo xuống dưới thì nó sẽ có cái tin của cái tin tức này. Tại vì vẫn có rất nhiều người vào nói là Vanessa đưa tin ở những trang báo tào lao Thì xin thưa với các quý anh chị là uh, Báo mà Vanessa đọc đó là toàn những cái trang báo professional của stock market thôi quý vị nha Không có báo tào lao trời ơi Em làm gì có dỗi hơi mà đi đọc báo tào lao Tại vì nó có quá nhiều tin tức trên những cái sàn chính để mình đọc Ví dụ như cái tờ mà mình đang đọc đây Eho Finance là cái tờ chính rất nhiều những nhà đầu tư cũng như là họ còn có những cái đường like trực tiếp mà các cái professional cpa cũng như những người chuyên gia dạy học cho những cái thị trường chứng khoán đó họ cũng mở cái đường này để họ coi trực tiếp hàng ngày luôn cái đường like trực tiếp này này đó tại sao nhìn thấy chữ tiếng việt đây là cái tờ báo mỹ đó quý vị nhưng mà mình để sang tiếng việt cho mọi người người việt ai mà không hiểu tiếng anh tiếng mỹ thì quý vị đọc nhưng đôi khi mình cũng không có để tiếng việt mình để tiếng anh tại vì nhiều khi nó ngắn quá thì để tiếng anh cũng được còn đây là cái bài nó rất là dài để tiếng anh nhiều người không hiểu thì mới để sang tiếng việt cho quý vị thôi còn thị trường tiền điện tử thì vẫn cái tin tức như tối hôm qua thôi những cái khoi nào có biến động trong cái tuần này Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hay là Shiba Inu à, Rồi GrowEver Thì Valencia đã chia sẻ tối hôm qua rồi Thì hôm nay cái tin đó nó vẫn như cũ Sẽ đọc thêm tin tức của cổ phiếu cho quý vị thôi à, Nếu như mọi người mà muốn biết được những cái thông tin Của trên thị trường cổ phiếu Ở những cái trang mà nó chính xác Mà nó không phải là tào lao Thì quý vị nhớ là có những cái trang đây Mọi người rất hay hỏi Valencia The New York Times quý vị cũng có thể coi được The Wall Street Journal cũng là trang rất là nhiều thông tin về cổ phiếu CNBC thỉnh thoảng cũng update và cũng update về cổ phiếu Coindex cũng ok Washington Post cũng ok CNBC rồi Yahoo Finance là cái trang vé giá đang đọc rồi um, một số những cái trang West Market này rồi Fox Business này Ờ uh, Coinbase.com này, rồi Coinbase.com này, nói chung là rất nhiều những cái trang này là toàn những cái trang chính thống quý vị nha, không phải trang tào lao nha. Quý vị có thể coi ở những cái trang đó thì không có sợ là bị đọc báo tào lao, tại vì những trang đó nó đã là những cái trang truyền thống rồi gọi là quá là quen thuộc của thị trường cổ phiếu rồi. Chỉ những ai là không biết gì về thị trường cổ phiếu và thị trường tiền điện tử thì mới nói thực ra những người họ biết đó là họ nhìn vào cái cái màn hình này này mà bán giả đọc tin tức họ nhìn vào cái trang báo này này là họ biết luôn là trang báo nào rồi. Chỉ những người mà không biết về những cái trang báo này gọi là mù mờ và kém hiểu biết thì mới đưa ra những cái comment là cô đọc tin táo lao. Những người không biết nha quý vị Thế còn những người biết tại sao họ không nói là những cái tin tào lao Tại vì họ nhìn trên cái màn hình này Họ biết ngay là cái trang nào à Cần gì Tại vì xà đâu có dấu đâu Bán xà đọc tin cho quý vị là em để sẵn sàng những cái trang có cả nguồn gốc Tại vì không có hai những cái chỗ đó Quý vị nhìn trên top này này Là có luôn cái trang báo luôn nha quý vị Ok, sẽ đọc luôn cho quý vị Không để mất thời gian của mọi người Vì những cái comment quá tào lao cập nhật trực tiếp tin tức của thị trường chứng khoán cổ phiếu tăng giá khi mà mở cửa sáng ngày hôm nay do cái bước nhảy vọt lớn nhất kể từ năm 1982 về cái tình trạng inflation lạm phát đó quý vị thì các cái nhà đầu tư đang đưa ra các cái báo cáo mới về lạm phát và cho thấy tốc độ tăng giá trong nhiều thập kỷ qua của nền kinh tế đang được phục hồi. Tuy nhiên, điều này diễn ra ngay sau một cái nhận xét của Cục Dự trữ Liên bang, ông Ronald Powell tái khẳng định rằng Ngân hàng Trung ương sẽ can thiệp khi cần thiết để kiềm chế cái tình trạng lạm phát. Đây chính là cái động thái mà để ổn định được thị trường, quý vị nha. Tại vì mọi người sợ rằng tình trạng lạm phát nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến nền kinh tế. Và nếu như ông ấy tăng cái mức interest rate nâng lên, lãi suất tăng, trong vòng 3 lần trên một năm và thậm chí bây giờ ông nói ông sẽ tăng 4 lần trên một năm thì nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng lạm phát rất là nhiều thì ông lại đưa ra những cái phương, há, phương án để làm sao mà vừa duy trì tăng interest rate làm mà không ảnh hưởng đến kinh tế mà vẫn kìm hãm được tình trạng lạm phát đây cũng chính là những cái động thái mà khiến cho thị trường cổ phiếu được ổn định hơn và thị trường tiền điện tử cũng vì thế mà cũng đi theo À, dự định tăng lạm phát trong ngày hôm nay báo cáo là sẽ là tốc độ 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 11 thì là tăng 6,8% quý vị nha. Rồi không rồi cái giá thực phẩm và tất cả mọi mặt thì tăng 5,5% trong cái tháng 12 so với cái tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1991. Các cái động thái thị trường hôm thứ tư diễn ra một đợt phục hồi vào thứ ba với các cái thị trường ít nhất và tạm thời tìm thấy sự nhẹ nhõm trong cái sự đảm bảo của ông cục dự trữ liên bang ông Powell. Ông Jerome Powell. Ngân hàng trung ương sẽ can thiệp, ông tuyên bố rằng nó sẽ can thiệp nếu như mà tình trạng gặp phải những cái khó khăn và sẽ làm giảm cái sự lạm phát khi cần thiết. Cuộc điều trần hearing nhé quý vị về việc cải tổ của ông Powell trước ủy ban ngân hàng thượng viện đang diễn ra. Quý vị bấm vào nút xanh này thì sẽ đọc được cái cuộc điều trần hay hearing trực tiếp của Fed Trong cái cuộc báo cáo của ngày hôm nay Quý vị nha Đó rồi bên dưới này Cũng cho thấy những cái dự định Nó có liên quan đến mùa dịch Về cái vấn đề rút cái ngắn Cái bảng cân đối kế toán của Fed Sau 2, sau gần 2 năm Mua tài sản thì bây giờ đang rút ngắn Và có thể là chấm dứt cái chế độ Cái chương trình buy bond bond đó quý vị thì đó cũng là những cái dấu mốc mà có thể nó sẽ có tác động đến thị trường Chính vì vậy nó sẽ không có ổn định được lâu dài Khi mà nó có những cái bấp bênh phép tác động vào Cho nên tại sao ván Xà nói là quý vị có lời trong buổi sáng ngày hôm nay Là chúng ta nên chốt lời là vì vậy Đó, thì đấy là những cái tình hình chung của thị trường cổ phiếu Về thị trường của tiền điện tử thì đang có cái sự phục hồi mạnh mẽ nó giống như kiểu là ăn theo cái chương trình của thị trường. <laughs> <laughs> Thôi xin lỗi cả nhà. Đây, sáng ra. Chưa kịp mặc quần áo <laughs> cho nên là nó hơi lạnh đi này. Và sao mà sáng ra giọng của ván sàn nó rè rè. Nó yếu là vì vậy quý vị ơi mới ngủ dậy ngái ngủ nữa. Thì hôm nay trên cái dòng tweet mới của buổi sáng ngày hôm nay thì họ có cái thông tin là uh, sẽ list Shiba new vào tháng 2 thì không biết là tin này có chuẩn xác hay không tại vì tin này là ở trên Twitter quý vị nha thì hy vọng là uh, nó sẽ đưa ra đúng theo như những cái lịch trình mà dự đoán theo như tiết lộ của bên uh, AI mà chơi ở Việt Nam có sàn Macro Global là họ cũng hay list những cái thông tin mới của Shiba này thì hy vọng là họ sẽ đưa ra những cái thông tin chuẩn xác theo đúng như những cái bài trên Twitter họ đang đăng. Shiba Inu Robinhood listing set to come as early in February. Đây là cái thông tin mới nhất của ngày 12 tháng 1 quý vị nha, là ngày hôm nay đó. Thì những cái tin này nó cũng có tác động đến thị trường và cũng làm cho con Siba nó có cái Ôi, nãy nó răng lên 32, 40 luôn này, Bây giờ nó lại xuống rồi Thì nó phải có lên có xuống Hình như là cái lượng bán ra Volume bán ra rất là cao Khi mà nó cũng lên đến 32 là em thấy cái volume Bật sang mấy cái app của Việt Nam <laughs> Mấy cái app của bên thị trường châu Á đó Là đỏ <laughs> Đỏ lừ không à Đó sáng ra đó, cổ phiếu nó xanh gì gì Bây giờ nó lao đầu đỏ lừ hết rồi này đó cho nên là sáng ra mà mọi người có lời mà không có chốt lời mà còn đu đỉnh theo thì mọi người lại <laughs> lại dùng cái từ tèo theo tèo đó cả nhà ơi. Bó tay luôn. Thị trường bây giờ nó rất là biến động cho nên là đừng phô mô, không nên phô mô trong cái lúc này. Khi mà nó đang lên bay vù vù chỉ nên chốt lời thôi. Nếu mà có lời. đó thì đấy là toàn bộ những cái thông tin trong ngày hôm nay và anh muốn chia sẻ cho quý vị nha các nhà khoa học dự báo omicron sẽ giảm mạnh ở mỹ và anh tại vì đã lây hết đã lây lan hết rồi không còn không còn lây thêm được nữa thì ok coi như là tình hình nó cũng đang nhiều new come out Việt Nam đang có 9 loại thuốc và 6 thiết bị f không cần thiết để cách ly điều trị tại nhà. 16.135 ca nhiễm mới trong ngày 12 tháng 1. Ai mà cơ địa yếu đó mà bị con Covid này thì vẫn nguy hiểm đó. Quý vị ở xóm của Ba Sa cũng đang có một chú. Phải nói là họ đang kêu gọi trên Facebook để cứu gia đình của chú á. Tại vì chú này là bị Covid. Nhưng mà không hiểu là bị mà đi vào bệnh viện thì họ lại bắt phải mua cái 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 gọi là cái hỗ trợ thở riêng á bệnh viện họ không cung cấp này. Rồi ăn uống các cái chi si phí phải tự trả, họ chỉ có free only chữa Covid các thứ thôi Mà nhà chú thì nghèo lắm đó cả nhà ơi Trời ơi bây giờ cả xóm mỗi người góp 500 cho nhà chú để lấy tiền đi đi lên đó để thăm Mà cũng có đâu có được vào đâu, họ không có cho ai vào Chỉ có cung cấp từ bên ngoài rồi bác sĩ đưa vào thôi Mà thấy thương quá cơ mà ông ấy yếu nữa Không hiểu là có qua được không Mà nghĩ là không đủ tiền để mà, mà mua thuốc thuốc đắt lắm thuốc trị covid đó quý vị thì bây giờ xà cũng nói là mẹ mình cũng sang hỗ trợ cho nhà chú ấy. rồi có bao nhiêu tiền ờ, khả năng mà hỏi cần phải để mua thuốc để chữa rồi những cái gì đó thì cứ hỏi cái người người nhà vợ chú xem là cần mua bao nhiêu như nào thì quyên góp để mà cứu người trước đi chứ đừng có lo là không có tiền là cứ đi xin đi hỗ trợ xung quanh xóm rồi hỗ trợ thêm mà kêu gọi trên Facebook đó quý vị Trời ơi khổ quá trời Không có mua thuốc nó mắc quá hay sao Không có đủ tiền mua mà nằm chờ chết thì khổ quá luôn Cũng chưa có già lắm Ở cái độ tuổi năm 60 mà chú này cũng bình thường sức khỏe khỏe lắm đó quý vị Mà không hiểu tại sao mà Chữa mua, phải mua 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 thuốc để chữa mà họ không có tiền họ bỏ ra chữa đâu quý vị Ở Việt Nam là họ, họ bắt mình phải tự bỏ tiền ra cơ mà nhà đấy nghèo lắm đó, Gọi là nghèo nhất cái xóm nhà bán xà luôn nè Bây giờ vay tạm được 5-10 triệu thôi Thì không biết là còn ai cho quyên góp được bao nhiêu không Để tối nay gọi về Hỏi mẹ mình xem Rồi bán xà xin dừng cái video rồi. tại đây nha Đấy chia sẻ thêm cái tình hình Covid cho quý vị là như vậy Sài Gòn có mấy trăm ca thôi Nhưng mà Hà Nội toàn gần 3 ngàn Hôm nay Hà Nội là 2.948 ca nhiễm mới quý vị nha mọi người cứ cẩn thận đúng là rất nhiều người nhà chú cả nhà bị thì khỏi hết rồi có một mình chú nên là chắc là cái do cơ địa đó là phải đi cấp cứu ở bệnh viện bây giờ đang ở cái bệnh viện nhiệt đới là bệnh viện gọi là nặng nhất của hà nội rồi rồi chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe may mắn và bình an bye bye